Mến chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Lara sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người một cái câu chuyện. Cái câu chuyện này thì cũng khá là sốc cho cái gia đình của cô gái này. Tại vì cái mùa này là mùa mình gọi là, nếu mà theo tiếng Việt mình dịch là tạm ra tiếng Việt á, thì có thể gọi là lễ thanh minh á. Thì còn ở bên Pháp này gọi là lễ của các thánh. Đó là Toussaint đó mọi người. Nó là vào ngày mùng 1 tháng 11 hàng năm. Thì theo phong tục ở bên Pháp thì ngày mùng 1 tháng 11 là lễ Toussaint, thì mọi người họ sẽ thường là đem hoa tới mộ phần của gia đình mình ở nghĩa trang, rồi sau đó lau chùi, dọn dẹp, rửa sạch sẽ cái mộ phần của gia đình mình. Thì chắc là cũng giống như là cái Tết Thanh Minh ở Việt Nam mình đó. Đó. Thì một cái cô gái trẻ 40 tuổi này, cô ấy đã rất là sốc khi mà đến thăm cha mình vào lễ Toussaint, thì mộ phần của ông đã biến mất và ở chỗ đó chỉ là một đám đất. Câu chuyện tại sao lại xảy ra như vậy thì mọi người cùng theo dõi với Laura nha. Ở bên Pháp này nè mọi người, thì khi mà người thân của mình mất đi thì đa phần ở bên này họ sẽ đem chôn, có những người thì chọn là đem thiêu ha, thì cũng có rất là nhiều người họ vẫn giữ cái phong tục là đem chôn. Thì khi mà mình muốn đem chôn á thì mình sẽ phải có một cái dịch vụ đặc biệt, tức là mình phải đến cái tòa thị chính nơi mà mình ở, rồi mình sẽ đăng ký để xin thuê một cái phần đất để đặt cái mộ phần của mình ở cái mộ phần của gia đình mình ở trong nghĩa trang. Thì thường ở bên này họ sẽ chia ra làm bốn loại. Thí dụ như là mình sẽ thuê tạm thời là từ 5 đến 15 năm. Rồi sau đó là mình có thể có cái cách thuê dài hơn là thuê 30 năm, thuê 50 năm hoặc là thuê vĩnh viễn. Nhưng mà từ năm 1996 á, thì cái chuyện mà thuê vĩnh viễn thì nó đã không còn nữa. Cho nên là những cái mộ phần sau này á, là không có cái dịch vụ mà thuê vĩnh viễn cái cho cái mộ phần nữa. Còn trước thời gian năm 1996 thì những cái mộ phần mà được gọi là vĩnh viễn đó mọi người, thì bây giờ thì nó đa phần là thuộc về lịch sử, và những cái người mà chăm sóc ở khu nghĩa trang á, họ sẽ chăm sóc đặc biệt cho những cái mộ phần đó. Còn bây giờ thì đa phần là mọi người sẽ chỉ được thuê 5, 15 năm, 30 năm hoặc là 50 năm mà thôi. Đó thì sau mỗi một cái hợp đồng thuê đó khi hết hạn á, thì mình sẽ phải gia hạn lại nếu mà mình muốn. Còn mình không gia hạn lại và mình cũng không đến thì ở phía chính quyền đó họ sẽ lấy cái mộ phần của mình đi và để vô trong cái phần đất mà có người ở những cái hài cốt tập thể đó, thì họ sẽ để vô cái chỗ đó, coi như là mình cũng sẽ không biết ai là ai ở trong cái chỗ đó nữa hết đó. Và cái thời gian mà để mà gia hạn cái hợp đồng thì là luôn luôn là chính quyền họ sẽ cho 2 năm. 2 năm đó là họ sẽ viết thơ để cho mình biết rằng là cái hợp đồng nó đã hết hạn. Rồi họ cũng sẽ dán cái thông cáo ở cái nghĩa trang để cho mình biết. Nói chung là họ làm những cái thủ tục rất là theo trình tự nhất định, và trong tới 2 năm nha mọi người. Cho nên là thường thì nếu như mà mình không đến thường xuyên chăm sóc cái ngôi mộ của gia đình mình thì có thể là mình sẽ không biết là cái mộ phần đó đã hết cái hợp đồng. Đó. Thì Lara cũng đã nhiều lần cũng có đi thăm mộ của ba chồng Lara đó, thì Lara cũng thấy có một số cái mộ người ta cũng có dán, người ta gắn một cái bảng, người ta ghi rằng là cái này đã hết hợp đồng nè. Đó. Rồi sau một thời gian á, thì Lara cũng thấy là họ lấy cái mộ phần đó ra.
Thì cái câu chuyện mà Lara kể cho mọi người nghe thì ở một cái nghĩa trang ở vùng 78 Yvelines, nghĩa trang ở Rambouillet, thì có cái cô gái này 40 tuổi, cô tên là Aurélie, thì vào lễ lễ Toussaint đó thì cô đến thăm cái mộ phần của cha mình, và cô rất là bàng hoàng khi thấy cái mộ phần của cha mình không có còn ở đây nữa, và ở đó chỉ còn là một cái đống đất mà thôi. Sau đó thì cô có liên hệ với tòa thị chính thì họ có giải thích với cô rằng là cái mộ phần của ông đã hết hạn, đã hết hợp đồng rồi, tức là cha của cổ mất vào năm 2005. Đó, thì đến bây giờ là 2024 rồi mọi người, mà trong khi gia đình thì là ký một cái hợp đồng là 15 năm. Rồi họ nói rằng là phía bên chính quyền đó, họ nói rằng là họ cũng có gửi thư đến cho gia đình để thông báo rằng là cái mộ phần này đã hết cái hợp đồng, và sau 2 năm thì họ thấy là không có ai trả lời, cũng không có ai đến để gia hạn cái hợp đồng, thì họ đã đưa cái phần mộ này về cái chỗ chôn tập thể đó mọi người. Rồi họ cũng có giải thích rằng là họ cũng có dán cái thông cáo ở cổng của cái nghĩa trang. Thế nhưng mà cái cô này thì cô nói rằng là chúng tôi cũng đến thăm cha tôi thường xuyên, nhưng mà chúng tôi không có thấy bất cứ một cái thông cáo nào hết trơn á. Và phía bên tòa thị chính thì họ lại gửi cái thơ cho gia đình tôi ở cái địa chỉ cũ thời xưa, còn bây giờ thì chúng tôi ở cái chỗ mới, cho nên là chúng tôi không có biết về điều này. Chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng vì chính cha của cổ có kể lại rằng cha của cổ hồi năm 2005 á, thì cha cô đã bị mất tích. Mấy ngày sau thì cảnh sát đã tìm ra được ông bị chôn vùi ở trong một khu rừng, tức là bị sát hại đó mọi người. Đó, thì trong một năm trời điều tra rồi thì gia đình cũng chưa có được chôn cất người cha cho tử tế, rồi bây giờ lại xảy ra cái chuyện này, là coi như thi hài của ông là coi như là không có còn được, không biết ở đâu để mà kiếm nữa. Mặc dù biết là ở cái chỗ mà nghĩa trang mà chôn chung tất cả mọi người, nhưng mà đâu có biết ai là ai nữa đâu mọi người. Họ để cái hài cốt ở trong đó hết chung với nhau, đâu còn biết ai nữa. Cho nên đây là một cái câu chuyện rất là đau lòng xảy ra với gia đình cô gái này. Mà thật sự thì không biết là cái lỗi nó xuất phát từ đâu, nhưng rõ ràng thì cố nói rằng là khi mà tôi ký cái hợp đồng này ấy, lúc đó tôi chỉ mới có 22 tuổi thôi, tôi không có chú ý nhiều đến cái vấn đề thời hạn, vì vậy mà cô không chú ý đến, cho nên là sự việc đã xảy ra rất là đáng tiếc, chuyện đã xảy ra như vậy. Nhưng mà rõ ràng phía bên chính quyền thì họ nói rằng là họ cũng đã làm theo đúng cái thủ tục, tức là trong vòng 2 năm đó họ có gửi thơ và họ cũng có dán thông cáo ở nghĩa trang. Đó thì đó là một câu chuyện khá là đau lòng cho gia đình. Thì để nói thêm về cái vấn đề thuê một cái mộ phần ở bên Pháp này là mọi người, thì ở bên này nó cũng không có giống như bên xứ mình. Bên mình á, thì mỗi người là một cái phần mộ riêng, nhưng bên này thì họ nhiều người á, gia đình họ là để chung trong một cái phần mộ. Thì bên này họ sẽ chia ra làm ba loại. Loại thứ nhất đó là nếu như mà mình muốn chôn một mình thôi, một một phần mộ ha. Rồi cái loại thứ hai đó là chôn chung gia đình, tức là có nhiều người để chung với nhau, thì tùy mình muốn là có bao nhiêu người trong gia đình thì cái tiền thuê nó cũng sẽ khác nhau ha. Rồi cái loại thứ ba đó là chôn chung nhưng mà lại không cùng gia đình, thì cũng thế, nếu mà chôn chung không cùng gia đình thì họ cũng sẽ làm một cái giấy tờ đặc biệt là những người nào họ chôn chung với nhau, thì đến khi mà họ mất á, thì cái mộ phần đó sẽ là của những người đó chôn chung với nhau.
Thì đó, ở bên này nó chia ra làm ba loại như vậy mọi người. Và giá cả thì cũng mỗi vùng ở bên Pháp thì cũng sẽ rất là khác nhau. Thí dụ như là ở vùng Paris đi mọi người, thì một cái mộ phần mà mình thuê trong 30 năm ha, thì giá nó dao động khoảng gần 3.000 euro. Gần 3.000 euro. Laura nói tròn cho mọi người dễ hiểu ha. Gần 3.000 euro cho 30 năm. Còn nếu mà là ở ngoại ô Paris thì giá nó sẽ rất rẻ hơn, dao động từ 800 cho đến 1.300 euro cho 30 năm. Nói chung là giá cả nó cũng không có cao quá, nhưng mà mỗi vùng, mỗi miền thì giá cả nó cũng sẽ khác nhau khá là nhiều. Lara cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc, thật là đầm ấm bên gia đình mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Thank you.